Ok. Sau khi mổ ca viêm tử cung thì cún co giật chết, nguyên nhân do đâu? Do khoảng vài nguyên nhân. Đầu tiên, do cái đầu tiên nguyên nhân số 1 đấy, khi mà cái mổ viêm tử cung ấy, cái này trong khóa ngoại khoa mình nêu rất rõ đấy, là khi mổ viêm tử cung mổ rộng ra và không được phép gây áp lực vào bên trong cái tử cung này, vì khi chúng ta ấn đây một cái, các cái vi khuẩn này, mảng bám này, rồi các cái máu đông ở trong những cái mạch máu ở tử cung này nó sẽ bục ra và nó đi vào trong dòng máu. Đấy. Cho nên phải mổ rộng này. Bước đầu tiên là phải thắt kẹp được ba cái điểm này để phong bế, không cho cái vi khuẩn và mảng bám nó đi vào trong cơ thể, phải phong bế. Sau khi phong bế mình bắt đầu tiến hành kẹp rồi tách rồi thắt rồi bắt đầu đưa tử cung ra ngoài. Đấy, thì cái đầu tiên là về phương pháp mổ. Nó gây ra hiện tượng động động vào cái chỗ tổ kiến, nó ra nó bò gớm giống tổ ong ấy, mà đụng một cái nó bâu đầy mặt đấy, thì nó như thế. Cho nên mình phải mổ khẽ, xong bắt đầu là kẹp ba cái chỗ này để phong bế, được chưa? Thế sau thì bắt đầu mới cắt và đưa tử cung ra ngoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải truyền kháng sinh vào trong ven trước khi mổ khoảng nửa tiếng, 15 phút đến nửa tiếng, để dự phòng kháng sinh sẵn trong máu rồi, vi khuẩn mà vào trong đây thì nó sẽ diệt ngay. Đấy. Và có một nguyên nhân nữa mình nghĩ không biết nó có nằm trong cái trường hợp đấy không, nó thuộc vào tai biến ấy. Tức là khi mà nó bị nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng máu thì nó có những cái cục máu đông ở bên trong mạch máu. Đấy. Và khi mà chúng ta can thiệp thì cái cục máu đông đấy nó vô tình nó đi vào tuần hoàn và nó vào trong cái mạch vành ở tim. Nên cái cơ tim nó không được nuôi máu nữa, nó bị chết đột ngột, hoặc vào trong não. Đấy. Mình đang sợ là nó bị vừa mổ xong sau đấy nó chết đột ngột, có thể do bị tắc mạch vành của cái cơ tim, tắc mạch vành cơ tim ấy.